thêm vào đây là điểm số, cấp độ và cái dòng. Ta vào trong cái phần canvas. Tôi sẽ copy cái phần score. Thêm vào cho nó ba cái textbook nữa. Ở đây chúng ta cần phải đặt tên cho nó nhé. Đặt tên để tí nữa chúng ta xử lý nó cho dễ. T điểm điểm số. T cấp độ. T dòng xóa. Dòng xóa. Rồi. Dòng xóa. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong phần câu lệnh. Viết tiếp ở cái phần này. Ta viết tiếp vào đây. Trước tiên thì ta cần phải có cái số điểm. Khi mà ta xóa một dòng thì điểm nó sẽ là bao nhiêu? Xóa được hai dòng thì điểm bao nhiêu? À, xóa cùng lúc hai dòng thì được bao nhiêu? Xóa cùng lúc ba dòng thì được bao nhiêu điểm? Và xóa cùng lúc bốn dòng thì được bao nhiêu điểm? Ta sẽ phải thêm vào cho nó. Đây là tạo điểm. Tạo điểm. Tạo số điểm. Khi xóa dòng cùng lúc. Trước tiên là có là số điểm của một dòng, xóa một dòng, một dòng thì được khoảng 100 điểm. Xóa hai dòng thì được khoảng 300 điểm. Điểm số này do bạn tự tự mặc định cho nó nhé. Còn tôi tự để như này. Nó không giống với cả game bình thường. Đây là theo ý của mình thôi. Phá ba dòng thì được khoảng 800 điểm. Và xóa bốn dòng thì được 1200 ấy. Đấy, cho nó lên cấp độ lên thế. Bây giờ tiếp theo thì muốn nó lên điểm. Cái điểm này nó nhảy vào đây. À quên, mình chưa sửa điểm số. Ở đây xin kéo nó xuống phần điểm số. Rồi, đổi phông như nó đi. Đổi cho nó phông, nó về phông Arial đi. Khoảng 20 màu khác đi. Quay lại mấy cái màu đỏ đỏ rồi. Để phông chữ động. Không. Có béo nhỉ, thôi để cứ để nó về 25 nhỉ. Chạy từ ra nó nhìn ra. Gần quá.
cho thấp một tí nữa, thấp thấp rồi, thấp tí nữa rồi, được rồi đấy. Hai năm, hai sáu được. Cấp độ phong về phong ra thì để nguyên 2 năm cho không màu tương tự màu này. Cho đậm lên. Tiếp theo đến cái này, kéo nó xuống đây. À quên, cái này chỉ kéo tầng này cũng vậy, kéo này xuống không tí nữa chạy co vào. Thấp một tí nữa rồi, lấy lại phông area cho đậm màu chữ dán luôn vào, xong cho là không rồi. Chạy thử xem nào. Anh bạn này có quá tập số hơi tương rồi, tự nặng vẫn bị co, tập kéo đời thằng này xuống đây cho đỡ co lên. Ôi lại thật quá, không như ý. Kéo này cho nó cùng với nhau. Sao vậy nhỉ? Sao vậy nhỉ? Xin nào. Rồi, ok. Tạm thời vậy đã. Lên một tí nữa. Sang bên này một chút xíu. Cho nó cân nhau. Bây giờ ta sẽ phải gọi cái thằng này, phải gán thằng này vào trong một cái biến ở đây. Ta sẽ gọi đầu tiên là ta sẽ lấy một thằng update text thuộc dạng text. Đấy. Và đây là điểm số, điểm
hiển thị điểm số. Cái thứ hai, public static hiển thị cấp độ. Tại sao cái này nó đỏ? Ta nhấn ta chạm chạm nhẹ vào nó, xong rồi ta nhấn đây để ta thêm vào cho nó, hoặc là ta viết luôn lên đây được. Using thôi để cho nó tự gọi đi, gọi thêm cái UI cho nó mà. Đây đó, thế là hết. Public đây chấm hiển thị cấp độ này, hiển thị dòng xóa. Rồi xin lỗi, đây không phải là chấm viết linh tinh. Rồi save vào. Bây giờ ta quay trở lại với thằng này và ta sẽ kéo chúng nó vào cho nó. Rồi biên giới đây, kéo nó vào điểm số, chúng ta kéo vào điểm số này, cấp độ chúng ta kéo vào cấp độ này, dòng xóa chúng ta kéo vào dòng xóa này. Xong save vào, quay trở lại đây. Bây giờ để hiển thị điểm số, điểm số thì nó sẽ bằng cái xóa, các cái xóa dòng này. Muốn biết nó xóa dòng là bằng bao nhiêu thì ta phải xem là cái số lượng dòng bị xóa này. Lại phải thêm một cái biến nữa là cái biến private in số dòng bị xóa, tạm thời là bằng không ạ. Cái tiếp theo là ta phải có tổng số dòng bị xóa. Private in tổng số dòng bị xóa bằng không đã. Cái tổng số dòng bị xóa này có nghĩa là mỗi một lần ta xóa được bao nhiêu dòng. Giả sử như xóa một dòng thì ở đây nó sẽ tăng lên là 1. Xóa được hai dòng nữa, ở đây đang là 1 thì cộng thêm 2 nữa bằng 3. Đấy. Mà tổng số là từ đầu đến cuối trò chơi ấy, là người ta xóa được bao nhiêu dòng. Đấy, cái này là để là private có được không? Hay là public? Ở đây private đi. Bởi vì tí nữa nó hiển thị ra cái hiển thị dòng xóa. Cái thứ ba là cấp độ. Private in cấp độ. Cấp độ chấm phải. Bây giờ để cho nó hiển thị ra đây thì ta sẽ phải có một hàm update UI boy update UI. Update UI. Bây giờ ta sẽ hiển thị cái điểm số, đúng nhỉ? Cái hiển thị điểm số. Hiển thị điểm số. Chấm text bằng điểm số ta chưa có. Ta lại phải có thêm một cái biến điểm số nữa. Private in điểm số. Người chưa? Bằng không.
xuống người chưa? Không. Cái này bằng điểm số người chưa? Điểm số người chưa? Phải chuyển nó về dạng chuỗi. Ta phải chuyển về to string. Hiển thị về điểm về chuỗi bởi vì đây nó là số cho nên ta phải chuyển đổi nó sang dạng 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 chữ. Hiển thị điểm số, hiển thị cấp độ, hiển thị cấp độ chấm text bằng cấp độ chấm lại rồi hiển thị dòng xóa chấm text bằng tổng số dòng xóa chấm phải. Bây giờ thì hiển thị lên thì nó vẫn chỉ là không thôi. Hiển thị lên nó vẫn chỉ là không thôi. Nên ta sẽ phải vào đây để xem đã. Đã đầy dòng đúng không? Rồi. Nếu mà thấy nó đã đầy dòng thì cái số dòng bị xóa đấy nó sẽ được tăng lên. Số dòng bị xóa tăng lên. Đó. Số dòng bị xóa sẽ tăng lên. Số dòng bị xóa tăng lên. Ta sẽ phải có thêm một thằng nữa để đi tìm cái số dòng xóa. Số dòng bị xóa tăng lên này. Rồi. Bây giờ ta sẽ update nó vào. Ta sẽ update lên. Rồi. Update. Xin lỗi. Rồi. Update. Dòng xóa. Đấy. Update cái dòng xóa lên. Vậy thì update dòng xóa thì ta có tổng số dòng. Tổng số dòng bị xóa sẽ bằng cộng với cả số dòng xóa. Đó. Để tăng lên. Và bây giờ chúng ta sẽ thêm cho nó một cái hàm update để cho nó sẽ update cả cái UI và cái dòng xóa này. Cứ để cái update sau cái start để ta đi tìm nó dễ nhé. Update. Bỏ private. Update. Dòng xóa. UI chạy thử xem nó có dòng nào bị xóa không nhé, để biết ngay là có dòng nào bị xóa hay không. Chúng ta biết ngay, chạy lại này. Ấn nhanh quá. Xong.
dòng nó lên không? Ôi ôi nó chạy này, ôi xem nó chạy này. Không được, không được, không được, không được, không được. Yên, xem nào, nó có một cái lập 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 rất là nhanh. Tiếp này, số dòng bị xóa, cái này ta chưa chưa thể cho số dòng bị xóa ở đây được. Và ta thêm vào, ta phải thêm vào cho nó một cái nữa, private in đã xóa, đã xóa bằng không, đã xóa bằng không. Ê, cái này nó phải là đã xóa, đã xóa, tăng lên, tăng cái đã xóa lên một. Và bây giờ ta phải xem là nó xóa bao nhiêu dòng, chứ mình không thể nào mình cái này nó không cho mình biết là nó phải xóa được bao nhiêu dòng ở đây. Cho nên ta phải viết ở trên này, viết một cái hàng kiểm tra xem là nó xóa bao nhiêu dòng. Bây giờ sẽ viết đâu rồi, viết ở đây nhìn cho nó dễ, viết ở đây nhìn cho dễ. Đây nhìn cho dễ. Public một cái hàm gọi là update, vẫn là update, update điểm số, hàm update điểm số. À, nếu như mà cái đã xóa, cái đã xóa mà nó lớn hơn không, nếu mà cái đã xóa này, kiểm tra cái đã xóa, kiểm tra cái đã xóa. Cái kiểm tra thì đã xóa. À, ta sẽ lấy đây không ít đâu mà đây là switch case một. Nếu mà xóa một dòng thì ta sẽ cho cái thằng điểm số, cho thằng điểm số, số điểm số mà chưa, đúng không? Điểm số mà chưa, cho tăng điểm số người chơi này, nó cộng với cả cái điểm số, điểm một dòng, xóa một dòng, xóa một dòng, xóa một dòng. Nếu mà nó xóa một dòng, nó đã xóa một dòng thì ta có cái này. Nó đã xóa hai dòng thì ta hai dòng điểm số người chơi xóa hai dòng. Nếu mà nó xóa ba dòng điểm số người chơi tăng lên, xóa ba dòng. À, ta có luôn, tăng luôn cái kia lên, tăng luôn cái kia lên, tăng luôn cái kia lên, tăng luôn thằng kia lên. Nên là
số dòng xóa. Số dòng xóa. Số dòng xóa. Đúng rồi. Số dòng xóa. Đó rồi. Đúng rồi. Số dòng xóa. Ở đội mình để đâu nhỉ? Đây. Số dòng xóa nó tăng lên như này là đúng rồi. Đấy. Số dòng bị xóa nó tăng lên như thế là đúng rồi. Còn bây giờ đây là số dòng bị xóa này. Số dòng bị xóa nó tăng lên này. Số dòng bị xóa. Này. Nếu một điểm người chơi này, bây giờ đến là số dòng xóa này. Số dòng bị xóa này. À, tổng số dòng, tổng số dòng bị xóa tăng lên cái số dòng bị xóa đó, cái này mới chuẩn. Thế thì level thì để sau rồi tổng. À, cái này không cần nữa, bỏ cái này đi. Cái update đó, bỏ đằng này đi. Rồi. Cách trừ. Ừ. Rồi, đây rồi. Đặt thêm bằng tổng số dòng xóa bằng số dòng bị xóa. Cái này ta cộng với 1. Một dòng xóa ta cộng 1. Đằng này thì ta cộng với 2. Đấy, thôi mà. Cách 3. Tổng số cộng bằng 3. Xóa 4 dòng thì điểm thằng này nó bị thiếu cái gì mà nó lại như này. À, thiếu đóng ngoặc. Rồi này cộng bằng xóa 4 dòng tổng số cộng bằng 4 đó, break nha. Default thì bầu default nó là không, chả có gì. Đó. If xong. Kết thúc của if ta cho nó cái số dòng bị xóa lại trở về không. Bị xóa bằng không. Rồi. Bây giờ thì ta có thể là thấy được điểm số người chơi và số dòng, tổng số dòng bị xóa, điểm số người chơi, điểm số người chơi. Rồi, ok, giờ chạy thử nhé.
xem nó có xóa được không. Xuống cũng xóa nào. Xóa không thể tăng. Xóa không tăng. À rồi, tại sao nó không tăng? Đây, không tăng là do thằng này mình chưa update nó vào. Update điểm số này, update điểm số, ta phải cho nó vào trong cái hàm update. Đó, update điểm số, không update thì làm sao mà nó lên được. Chặn lại nhá. Nào, bục, bục. Một dòng rồi. Hai này là bốn này. Đấy, được rồi. Ok. Ok, ok. Giờ còn cấp độ nữa. Giờ ta tăng cấp độ. Tăng cấp độ lên. Ta sẽ có thêm một thằng nữa. Là thằng update cấp độ. Rồi, update cấp độ. Cấp độ, chúng ta sẽ phải có một cái biến ở đây để sau này có thích chúng ta sẽ thay đổi. Private in số dòng tăng bằng 5 chẳng hạn. Ta xóa 5 dòng thì nó sẽ tăng cấp. Tôi để cái số nhanh như vậy, vậy thì là vì là để ta thấy nó nhanh hơn. Chứ còn khi mà ta sử dụng vào trong game thì ta chắc là ta phải tăng cái số này lên khoảng là 15 dòng bị xóa thì sẽ tăng một cấp độ. Nhưng mà tôi để đây là 5 dòng cho nó nhanh, mình phát hiện cho nó nhanh. Update cấp độ này. Nếu mà số dòng, tổng số dòng bị xóa, tổng số dòng bị xóa mà lớn hơn số dòng tăng cấp, lớn hơn hoặc bằng số dòng tăng cấp, thì ta sẽ cấp độ sẽ bằng tổng số dòng bị xóa chia cho lấy phần nguyên số dòng tăng cấp. Tiện thể thì ta sẽ tăng tốc luôn. Tăng tốc thì ta lấy thằng này này. Tăng tốc độ chơi này. Giảm nó xuống. Phi điều khiển chấm tốc độ chưa đó sẽ bằng 1.0 em trừ đi mình mỗi một cấp thì mình tăng lên là 0.2 mình giảm đi là 0.2
Mỗi một cấp mình tăng lên bằng cái cấp độ này, bằng cái cấp độ này nhân với cả 0,2. Chạy thử xem nó có tăng tốc không nào. Lại chưa update, phải update cấp độ lên. Copy update cấp độ lên để trên UI cho nó an toàn. Rồi chạy lại xem nào. Từng 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 xuống rồi, tốt. Rồi một dòng, 5 dòng thì sẽ tăng lên một cấp đúng không? Năm dòng sẽ tăng lên một cấp. 2 dòng. Cho nó nhanh lên, cho nó nhanh lên. 4 rồi, 4 rồi, 4 rồi. Ăn 8 đấy, tăng lên một cấp rồi, tăng lên một cấp rồi. Xem tốc độ nó có nhanh hơn không nào. Đấy, tốc độ nhanh hơn rồi nhé, tốc độ nhanh hơn rồi đấy. Cấp 2 tốc độ tăng lên rất nhanh. Tốc độ tăng lên rất nhanh rồi đấy. Đó, cấp 2 tốc độ tăng lên nhanh rồi. Có nghĩa là chương trình của ta là chạy là đúng rồi. Không sai. Chắc chắn là cấp 3 thì nó sẽ phóng nhanh rất là nhanh đấy. Đó. Cấp 3 nó phóng rất nhanh đấy. Xe cấp 4 nó phóng lên như thế nào. Tất nhiên là đến cấp 5 thì nó không còn nữa rồi. Cấp 5 thì nó là mức độ nhanh không thể tả được rồi. Ta để cái chế độ này thì mức 5 nó sẽ chạy rất nhanh. Đây các bạn xem mức 4. Đó. Nhanh, rất nhanh rồi đấy. Nếu mà đến mức 5 thì nó nhanh lắm. Mức 5 thì bạn không thể điều khiển được đâu. Đấy, nó chạy mức 4 nó chạy nhanh như này. Xong rồi. Ôi ơi, nhanh quá. Ôi, để đâu đây? Tôi lộn rồi, lạ xì ngầu lên rồi. Mức 5 nữa thì không biết thế nào. Ôi, thôi xong rồi. Đấy, rất nhanh.
Y thương. Rồi, mức 5 này. Thôi. Đấy. Đấy, tốc độ là như vậy. Thôi, bây giờ ta sẽ xử lý cho nó. Sẽ xử lý cho nó. Quay trở lại là sau 10 năm nước thì nó mới nhảy. Đâu à? Sau 10 năm nước thì nó mới nhảy. Đây. Sau 10 năm nước thì nó mới tăng cấp. Và tăng tốc cũng chậm chậm thôi, chứ chơi chỉ được có 5 cửa thì nó đã bị tèo rồi thì không được. Nó lấy khoảng là người chơi khoảng được được 15 cửa. Lấy 1 chia cho 10 năm là bằng bao nhiêu? 0,06. À, hôm nay không phải 065. 065. Thì cho nó được nhiều nước, nếu không thì nó lại ít nước quá. Hay là cho khoảng 10, 1 chia cho 14 thì được bao nhiêu? 0,7. Ở đây 0,7 nhé. Chơi được khoảng độ 17 nước, à 14 nước, 14 cửa thôi. Lên cấp độ cao quá thì khó chơi lắm. Cứ lên cấp độ 14 là không thể điều khiển nữa rồi. Thế bây giờ